Rồi hôm nay Hoàng Hưng quay giá cả cà phê tiêu ngày 11 tháng 3 2019 mà có nha. Thì giá nè, tiêu của Hà chục chục các bạn. Rồi cà tiêu cà đây, cà phê bằng giá hôm qua 333, giá tiêu Hà một chút đây gọi cho bà con xem nha. Cà phê 333 tiêu 459. Rồi lúc này là 10 giờ bao nhiêu, 10 giờ 40 phút cái sao. Rồi xin cảm ơn mọi người. Mỗi quay mỗi tí. Rồi mọi người nhìn rõ nha.